Xin chào mọi người, em xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi 24h Thử Yêu. Em tên là Sara và hiện tại công việc của em là ca sĩ. Hiện tại em 18 tuổi ạ, và em được sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc, và ba mẹ em đều là người Hàn Quốc ạ. Em đến Việt Nam được 8 năm hơn. Từ nhỏ đến lớn chắc là em chưa có một cái gọi là một cuộc tình yêu đầm thắm người lớn lần nào hết, đa số là cũng là toàn là kiểu chắc cằm nắng nhau thôi chứ chưa có quen người nào gọi là đàng hoàng hết, nên là em mong là em sẽ có một cuộc tình đẹp. Hình mẫu người yêu lý tưởng của em là một người chững chạc, có thể hiểu thấu được em, gọi là một người có thể an ủi em những khi em buồn. Ngoại hình thì em không biết nữa, tại vì là hồi trước thì em từng nghĩ là mình sẽ thích một người kiểu mắt hí cao rồi đẹp trai các thứ, nhưng mà bây giờ lớn lên rồi thì cảm thấy mấy cái đó nó không thật sự thì không cần thiết đâu ạ. Trong ngành giải trí này là em cũng gặp được khá là nhiều anh đẹp trai đúng gu của em, nhưng mà duyên lại không có, nên là mong là duyên tới. Em mới nhận được cái quyển sổ 24 là thử yêu. Cột mốc đầu tiên, lần đầu gặp gỡ, bạn hãy di chuyển đến quán cà phê để tìm gặp và dự đoán xem chàng trai sẽ cùng hẹn hò 24 giờ thử yêu là ai. Sau đó hãy cùng trò chuyện và tìm hiểu về chuyện tình cảm của nhau. Là bây giờ em đi gặp đúng không ạ? Cảm xúc hiện giờ thì thật ra cũng là thử thôi, nên là cũng không có gì gọi là hồi hộp hay run gì đâu. Em mạnh mẽ lắm. Thế em cũng kiểu gặp người lạ em cũng hay dễ nói chuyện, nhưng mà em nghĩ là chắc là người quen của em chứ nhở? Chắc là phải là người nào đó mà hay được ship với em chứ, tự nhiên cho em hẹn hò với người lạ chắc nó không có liên quan. Chắc chắn là người nào đó em quen biết. Mà quen biết thì càng dễ dàng hơn, dễ nói chuyện hơn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tùng Maru và hiện tại là mình đang là một thành viên của nhóm nhạc Unify. Ở trong nhóm thì vai trò của mình là main dancer và lead rapper, có nghĩa là rapper và nhảy chính trong nhóm. Hiện tại thì năm nay Tùng chắc khoảng 20. Nếu mà cách đây 1-2 năm thì Tùng sẽ rất là tự tin với điểm mạnh của Tùng là vũ đạo. Nhưng mà sau này thì Tùng phát hiện ra Tùng có cái điểm mạnh hơn, đó là chơi game. Hầu như đó là điểm mạnh nhất của Tùng. Tùng nghĩ nếu mà theo cái mình cứ đặt cho mình một cái gu về bạn gái thì mình sẽ rất là khó trong cái việc mà lựa chọn bạn gái. Thì người ta có hai kiểu, một là sẽ là kiểu mưa dầm thấm lâu, có nghĩa là mình tiếp xúc với một người bạn này một thời gian lâu rồi mình mới bắt đầu thấy thích. Còn Tùng là theo kiểu định luật ba giây, có nghĩa là Tùng sẽ mất 3 giây để Tùng suy nghĩ là cái người đó có đúng là cái người Tùng thích hay không, gọi là tình yêu sét đánh á. Cho em nghĩ là người ta cũng mặc rất là kỹ, cũng là hẹn hò mà, đâu phải đi chơi bình thường đâu, cũng là kiểu yêu đương các thứ, nên là chắc là sẽ mặc hơi lịch lãm tí nhỉ, kiểu hơi trông ngầu ngầu kiểu không, nhưng mà chắc đấy là trong tưởng tượng của em thôi, biết đâu người ta mặc áo thun quần bò, không biết là sắp tới chưa, cũng hơi nôn nao. Chắc
Chào anh ạ. Em biết ngay mà. Gần đây em mới ra mắt sản phẩm đếm kiều của em, thì em có thấy trên mạng có những người người ta ship em với anh Khai Trần, nhưng mà cũng không đông bằng những người người ta ship em với anh Maru. Em cũng không biết tại sao. Chắc là mọi người thích em với lại anh Maru hơn, vì tụi em hợp tác từ cái lúc em mới ra mắt sản phẩm rồi. Mọi người cảm thấy những cái hình ảnh đó quen thuộc hơn. Thật ra thời gian gần đây, hoặc là cái thời gian cái lúc mà Tùng mới được mọi người biết tới á, thì Tùng có được ghép đôi với hai bạn nữ. Một là một cái bạn đã chụp chung một cái bộ hình, còn sẽ có concept là bạn thân với Tùng, đó là bạn Trâm Ngô, bạn đó là diễn viên. Và bạn thứ hai đó là bạn Han Sara, cũng là một ca sĩ diễn viên cùng công ty với Tùng luôn. Và đối với cả những cái người bạn mà để làm việc của Tùng á, thì thường là Tùng sẽ giữ ở mức bạn bè, chứ Tùng không có làm cái gì quá, tại vì công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Em biết anh đang quá gian thảnh gì không? Zombie à? Ủa, khoai lang. Ủa, khoai lang. Đây là khoai lang á? Ừ. Em không ăn khoai lang tím. Em không ăn khoai lang tím. Hình như là em thích khoai lang từ bé rồi, em nhớ là vậy á. Hình như là em qua Việt Nam được vài năm á, xong là em cũng lớn lên tầm tầm này á, thì có một cô giúp việc nhà em, cô ấy mua khoai lang về. Thế là em ăn xong, lúc đó em gọi là bị dính cái gì đó, hay là bị dính mùa hay gì đó. Xong tính từ hôm đó là em ăn khoai lang mỗi ngày luôn. Tại vì hiện tại thì em chưa có thích người nào nên là em vẫn thích khoai lang hơn. Giúp anh. Như mở quà nhỉ? Tại sao lại đổi ra đấy? Anh không biết, này anh thấy ai phơi này ngoài kia là lấy anh uống. Ai? Em biết là tại sao anh phải quá trang thành cái củ khoai lang không? Không. Tại ban đầu là anh cũng đoán là được em nên là anh cũng nôn, anh là cũng muốn làm cái gì đó bất ngờ cho em. Ý là anh cũng mong chờ người đó là em, cũng mong chờ người đó là em. À. ra là anh Tùng rất mong chờ đối phương sẽ là em mọi người ạ. À, xinh quá mà đúng không? Dễ thương quá mà đúng không? Đúng không? Thôi ok, giờ mình vô chủ đề nha. Đây, đây là cái cuốn sổ mà em nhận từ chương trình. Trong đây nó có những cái hoạt động mà anh với em sẽ làm trong ngày hôm nay, trong 24 tiếng. Ngại quá ta. Em đang tính rồi. Đừng ngại anh. What's up bro? Thoải mái lên bro. Đối với Han Sara thì Han Sara là một cô bé rất là đáng yêu. Và nói chung là làm việc với Tùng cũng rất là hợp. Có nghĩa là Tùng đã gặp nhiều bạn diễn nữ rồi, và chỉ có Han Sara là chỉ cần hai đứa liếc mắt cái thôi là hiểu là phải làm cái gì rồi. Tính tình của Han Sara thì phải nói là khá là dễ thương, nhưng mà đôi lúc Sara cũng hơi đáng sợ. Nói chung là đây, anh em mình cũng làm việc cũng lâu rồi. Hôm nay là lần đầu tiên thử cái vụ này. Thì vụ này là vụ gì, nói rõ ràng ra. Vụ gì? Vụ 24 giờ thử hẹn hò này. Hẹn hò với ai? Ai hẹn hò với ai? Anh hẹn hò với Sara. Thì thôi giờ mình nói chuyện như là hai người mới hẹn hò đi. Mình nói về gu của nhau đi. Ok. Cô em á, là em thích một người chững chạc. Ừ. Là khi nói chuyện sẽ không có bị con nít mà sẽ hiểu về xã hội và cuộc đời. Ừ. Sẽ có gọi là dự định về tương lai. Ừ. Nhà cửa các thứ, bao nhiêu đứa con các thứ, hiểu không? Mặc dù là em nghĩ hơi xa xíu nhưng mà em thích những người chững chạc như vậy. Tùng thì sao? Em đoán được không? Tùng thích em. Đúng rồi mà. Anh mong chờ là em xuất hiện nên anh mới biết. Anh đoán là em sẽ xuất hiện chứ không phải là anh mong chờ là em xuất hiện. Bây giờ nếu mà không phải em xuất hiện thì người đó tới anh sẽ nói là anh hóa trang thành gì? Cô bé ngoài khăn đỏ. Màu tím mà. Bà ngoại của cô bé ngoài khăn đỏ. Chờ sói tới ăn. Nhưng mà nói chung là anh sẽ không có ngụy biện được, chứng tỏ là trong lòng anh rất muốn là em tới, đúng không? Thì đúng. Bình thường á là mình nói cái gì đúng quá là người ta trả lời không được là người ta sẽ công lặng đó mọi người. Ra là từ hồi tới thích cậu đến giờ anh thích thầm em hả? Thường á, mình nói gì mà nó đúng quá người ta công lặng đâu mọi người.
Không, chỉ là không biết trả lời sao cho nó đúng đúng cái ý anh đang suy nghĩ thôi. Tại vì anh nói ra đi, anh cứ nói ra thoải mái. Thì hai mình làm việc cũng lâu rồi. Thì và anh đã thích thầm em từ khá lâu. Ừ, anh thích thầm em. Okay. Hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò nè. Nói chung là anh với Sara biết nhau cũng lâu rồi đúng không? Ừ. Khoảng anh em mình chắc biết nhau từ trước khi trước khi vào công ty nữa luôn. Thì là vào khoảng bốn năm rồi. Thì từ xưa tới giờ thì anh cũng biết là từ cái khoảng đó tới giờ thì anh cũng được hay là Sara từ đó tới giờ không có quen bạn trai. Thì trước đó nữa thì anh không biết, nhưng mà anh cũng tò mò tại hôm nay là mình tham gia chương trình và anh cũng muốn tìm hiểu cũng như là khai thác sâu hơn về em. Thì anh cũng muốn hỏi là em có coi phim Hàn mà đúng không, thì em sẽ thích một cái buổi hẹn hò giống như cặp đôi của phim Hàn nào nhất? Anh có biết kiểu cái phim Cô Nàng Cử Tạ không? Biết. Kiểu như là bạn bè á, bạn bè với nhau xong tự nhiên yêu nhau á. Là kiểu mà em thấy bạn nữ khá là được bạn nam che chở nha. Bạn bè nhưng mà kiểu bạn nam vẫn kiểu hơi che chở bạn nữ. Em thích kiểu đấy, em thấy nó cái kiểu đó nó dễ thương. Ý là quen nhau mà nó sẽ không có bị kiểu anh ơi hôm nay em như này như kia mà kiểu ê sao mà kiểu cái gì làm cũng như bạn bè bạn thân với nhau, nó sẽ rất là thoải mái. Là nó giống như là nó không có phụ thuộc quá đúng không? Chỉ là giống như là hai người bạn với nhau, giống như là hai người bạn trên mức bạn thân với nhau nhưng mà là người yêu. Kiểu vậy em thấy cái kiểu đó nó cũng gọi là khá là lãng mạn. Còn anh thì sao? Anh hả? Gần đây thì anh có coi một cái phim, đó là phim phim hơi buồn xíu, tên là phim là Ngày Em Đẹp Nhất. Thì anh nếu mà nói về hẹn hò thì cái đoạn mà anh thích nhất khi mà yêu một người là cái đoạn mà thời gian theo đuổi. Tại vì lúc đó là đúng rồi, cái lúc đấy là gọi là cái lúc bùng cháy nhất trong một cuộc tình. Lúc đó là đang là bung lửa nhất. Đúng rồi, lúc đó là nhiều khi là mình cũng sẽ bị bất ngờ bản thân mình. Là không nghĩ là mình làm như vậy. Có những cái điều mà mình sau khi mình làm rồi mình cũng không nghĩ là tại sao mình làm vậy. Chắc là có say nắng với vài người đúng không? Không phải say nắng mà là anh coi phim nhiều. Anh đó. Xem nhiều phim như vậy thì bây giờ anh có cách nào để theo đuổi người ta mà mình không có bị bất ngờ về bản thân quá không? Theo đuổi người ta mà không bất ngờ về bản thân á? Ý là mình theo đuổi người ta nhưng mà mình không có bị mất liêm sỉ anh. Theo đuổi người ta nhưng mà mình không có bị mất liêm sỉ anh. Ý là mình vẫn giữ được cái liêm sỉ của mình á. Tại như em là cũng vậy, là em mà say nắng hay là em mất luôn liêm sỉ. Thông thường trong một cái mối tình đó thì anh nghĩ là con trai sẽ là người mất liêm sỉ nhiều hơn. Tại vì dù đúng dù sai, con trai vẫn phải là người chủ động. Cái đó thì không đúng, cái đó là anh đang phân biệt giới tính. Tại sao? Nam nữ bình đẳng nha anh. Vậy nếu cả hai người cùng thích nhau thì sao? Thì cả hai bỏ liêm sỉ ở nhà luôn. Vậy hả? Anh cũng tò mò, tại vì anh cũng mới đi Hàn Quốc du lịch được có một lần nè. Thông thường là sẽ qua phim thôi, thì anh cũng không biết là... Thì anh với em đi Hàn hả? Chị? Đùa. Chị? À không, đùa. Thì anh không biết là bạn trai ở Hàn Quốc thì nó sẽ khác gì bạn trai ở Việt Nam? Mắt người ta sẽ to hơn anh đó. Hàn Quốc là phải một mí chứ. Hàn Quốc đa số thấy là một mí nhiều mà. Một mí không có ý nghĩa là mắt nhỏ. Một mí có thể là mắt to hay là to, nhưng mà một mí để có thể thấy rõ người yêu của mình như thế nào. Anh vẫn thấy em rõ mà. Vậy hả? Sao nãy giờ em thấy anh nói chuyện với em mà anh nhắm mắt hoài vậy? Anh vẫn thấy khuôn mặt của em rất là rõ. Anh nhìn vào máy xem nào, mọi người có thấy anh Tùng có đang mở mắt không ạ? Đang hỏi là khi mà hẹn hò á, thì bạn trai Hàn Quốc là ví dụ là bạn trai Việt Nam thì sẽ là đi trà sữa, học sinh thì sẽ đi trà sữa, đi coi phim, đi ăn. Thì bạn trai Hàn Quốc thì có đi cái gì khác không? Bạn trai Hàn Quốc thì sẽ tặng đồ Chanel, Gucci. Đồ hiệu á anh biết không? Xe nè, Audi các thứ nè. Ok, mình nói về bạn trai Hàn Quốc không có điều kiện được. Bạn trai Hàn Quốc không có điều kiện hả? Thì nó không có điều kiện thì người ta chỉ cần trao nhiều tình cảm hơn thôi. Thật ra em cũng không có gọi là người yêu lúc lớn á, mà gọi là bạn trai Hàn Quốc á, em cũng không biết mấy bạn như nào, thì anh cứ là anh thôi. Chắc gì là em thích kiểu người khác mà lỡ em thích kiểu anh ra đúng không? Lỡ hay không thì hôm nay em cũng phải hẹn hò với anh mà. Lỡ yêu mất rồi. Ok thôi, bây giờ mình bắt đầu tới cái phần
chính thức hẹn hò nhiệm vụ 1. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, hai bạn hãy cùng nhau đi chọn mua một cặp áo đôi tại shop bò sữa Babu theo đúng sở thích của đối phương. Đối phương là theo đúng sở thích của em hay anh đây? Tại vì em mà chọn. Đối với anh thì là của em, còn đối với em thì là của anh. Ok, chính thức hẹn hò nha. Ừ. À không.